Phương Trinh xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Chương trình Tần Số Tình Yêu được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và chương trình do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Vậy là sau một tuần làm việc, vui chơi, chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối thứ sáu. Cứ mỗi một số của Tần Số Tình Yêu thì chúng ta lại làm mai, làm mối cho một chàng trai hoặc là một cô gái tìm một nửa của mình. Những số trước có số có một cái happy ending, nhưng mà cũng có số là chọn nhầm tần số mà gây nhiễu sóng. Đúng, tần số tình yêu mùa thứ ba này sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Chúng ta đã biết rồi đó, tình yêu thì chưa bao giờ là dễ dàng cả. Ngày hôm nay nè, thật ra Thiện có một món quà dành cho Trinh. Tự nhiên hôm nay MC có quà nữa. Có luôn, mình chỉ được nhìn thôi. Đó chính là năm khách mời của chúng tôi. Đó, một đám tay thật lớn dành cho các bạn không? Cảm ơn các bạn đã đến với Tần Số Tình Yêu. Mời các bạn về vị trí của mình nào. Mời. Năm chàng trai lình lão của chúng ta còn chần chờ nữa, chúng ta sẽ cùng làm quen với năm bạn ấy nhé. Mời bạn đầu tiên ạ. Dạ, xin chào anh Chí Thiện và chị Phương Trinh. Em tên là Hà, em đến từ Long An, hiện tại đang là một diễn viên. Hôm nay em đến với chương trình, em cũng muốn tìm một nửa kia, một tình yêu mà mình đang tìm kiếm. Và anh hy vọng ngày hôm nay em sẽ tìm được nửa của mình nhé. Dạ, cảm ơn chị ạ. Mời bạn số 2 ạ. Dạ, em chào anh Thiện và chị Trinh ạ. Em tên là Phương và em là một chuyên viên thiết kế ạ. Và em thiết kế về cái gì? Dạ, em thiết kế 2D, 3D, web, phim luôn ạ. Nếu vậy ví dụ như là làm MV, MV đi. Cũng được. Kỹ xảo MV em có làm không? Dạ, là có luôn ạ. Tiếng này cho chị xin số điện thoại nha. Trời ơi. Ủa? Có thể mình làm việc với nhau thì sao? Rồi, xin mời bạn thứ ba. Dạ, em chào anh Chí Thiện và chị Phương Trinh ạ. Em tên là Kỳ Áp, em đến từ Khánh Hòa, vùng đất của biển và cát ạ. Thì hiện tại em đang làm người mẫu tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây được 4 năm ạ. Từ lúc em là sinh viên thì em bắt đầu vào đây. Nhưng mà giọng của em thì anh chị nghe có vẻ là không phải giống ở Khánh Hòa đúng không ạ? Đúng rồi. Tại vì em là gốc ở Hà Tĩnh ạ. Dạ, bố mẹ em là người Hà Tĩnh. Tên của em là tên của quê hương bố mẹ luôn. Kỳ Anh là một huyện của Hà Tĩnh. Một huyện của Hà Tĩnh. Kỳ Anh. Rồi, mời bạn thứ 4 ạ. Vâng, xin chào anh Chí Thiện và chị Phương Trinh. Xin chào bạn nữ của chương trình hôm nay luôn. Em xin giới thiệu, em tên là Tuấn Dương, em đến từ thành phố Cảng, Hải Phòng. Hiện em đang làm trong lĩnh vực kinh doanh của một công ty bất động sản. Cảm ơn bạn Tuấn Dương. Rồi bây giờ xin mời bạn thứ 5. Xin chào chị Trinh và anh Thiện, em tên là Văn Thành. Không sao, em cứ bình tĩnh và từ từ. Hít thở sâu. Văn Thành ơi, bạn năm nay bao nhiêu tuổi và công việc của bạn là gì nè? Dạ, em chào chị Trinh và anh Thiện, em tên là Văn Thành, hiện tại em 24 tuổi, em đến từ Đắk Lắk và công việc hiện tại của em là kỹ thuật viên camera. Vậy là ở đây có nhiều đồng nghiệp của bạn lắm nè. Đúng rồi. Em có nhận quay MV không? Trời ơi, ở bên kia đây là đồ họa, xong quay qua đây chuyển qua quay MV đó, là tụi đường cái rồi đó. Nếu mà đến đây mà tìm được tình yêu là quá tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà không tìm được tình yêu của mình trong ngày hôm nay thì mình cũng có thêm một cái job làm việc, đúng không? Ok, vậy thì năm bạn đã giới thiệu rồi và bạn nữ cũng đã biết về các bạn rồi. Thì các bạn chắc chắn cũng đang hồi hộp không biết là bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay sẽ như thế nào không? Ai? Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau gặp gỡ nhân vật chính, xin mời. Khi em vừa bước ra thì tất cả những người đàn ông ở dưới đều im lặng và nín thở, đặc biệt là năm chàng trai đứng đây cười mỉm cười ngừng cười được không? Mình nghiêm túc lại, mình nghe lại nè. Xin mời em giới thiệu về mình. Em xin chào anh Thiện và chị Trinh ạ. Thì em tên là Nguyễn Kiều, em là sinh viên của ngành luật kinh tế, nhưng mà hiện tại thì em đang làm diễn viên và người mẫu ạ. Là bây giờ vẫn còn đi học không em? Em cựu sinh viên. Sinh viên ra trường rồi luôn. Dạ, em ra trường rồi ạ. Wow, giỏi quá, là một luật sư nha mọi người. Một luật sư. Vậy mà còn làm diễn viên mà còn người mẫu nữa, cái này quá thì quá xinh và quá thông minh. Nhưng mà để mà được một cô gái thông minh xinh đẹp chúng tôi không hề dễ dàng nhá. Và ngày hôm nay khi mà đến đây thì em có một món quà nào dành cho các bạn hay không? Hôm nay thì em cũng có một món quà nhỏ tặng năm chàng trai ạ.
Thì mặc dù em hát không có hay nhưng mà em vẫn sẽ hát một đoạn ngắn trong bài Thương của Lê Cát Trọng Lý ạ. Tiết mục của Kiều lắm, dường như là mình chỉ nhìn cô ấy thôi. Có nét đẹp gì đó rất là quyến rũ. Có vẻ dáng khá là cao, dáng khá chuẩn. Có nụ cười dễ thương, đôi mắt đẹp. Sẵn cái cảm xúc nằm ở đó rồi thì thôi bây giờ chúng ta cùng nhau thả sóng cảm xúc nhé. Thời gian dành cho các bạn thả sóng cảm xúc bắt đầu. 3 2 1. Xin mời. Một cô gái mà xinh đẹp như vậy mà còn lại hát dễ bài thương nữa. Thì ai mà chịu cho nổi. Chắc là nãy giờ mọi người cũng muốn hỏi nhiều rồi đúng không? Để dành đó, tí nữa chúng ta hỏi tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút quý vị nha. Tần số tình yêu và đây là vòng thứ hai, là cái vòng mà năm chàng trai được thỏa sức trò chuyện tìm hiểu về cô gái của chúng ta ngày hôm nay, đó là Nguyễn Kiều. Dạ. Mà tên em cũng chỉ có hai chữ thôi hả Kiều? Dạ không ạ. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Thị Bé Kiều ạ. Gì dễ thương vậy? Hồi nãy ở trong sân khấu thì em nghĩ là ra đây em sẽ không có run, tại vì em đứng trước máy quay cũng nhiều rồi. Nhưng mà hiện tại thì không biết là có ai thấy trái tim em đâu không ạ? Tại vì em lỡ làm rớt đâu mất tiêu rồi. Anh nghĩ là trong túi của Kiều á. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với những suy nghĩ, những câu hỏi của các bạn thì chúng ta sẽ coi một đoạn clip nói về cô bé Kiều này như thế nào nhá. Chúng ta cùng xem. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Quốc Thịnh, em là bạn thân của chị Kiều. Chị Kiều là một người khá là hướng ngoại, rất là thích học hỏi. Đặc biệt là chị Kiều rất là khéo, khéo về cách ăn nói và khéo về cách cư xử, và đặc biệt là rất hòa đồng và rất vui vẻ. Ngoài ra chị Kiều có khả năng mở rộng các mối quan hệ rất là tốt, đặc biệt là kết bạn thêm nhiều bạn mới. Tính tốt của chị Kiều chắc kể hoài không hết luôn á mọi người, tại vì chị Kiều chơi với em cũng rất là lâu và chị Kiều rất là nhiều tính tốt, rất là khéo léo nè, nói chuyện rất là tinh tế, rất là để ý. Đặc biệt là chị Kiều nấu ăn rất là ngon nữa. Ai mà được chị Kiều nấu ăn là chắc là sẽ ghiền suốt đời luôn á. Tại vì chị Kiều rất là nhiều tính tốt nên bù lại á, chị Kiều vì cái kỹ tính quá nên thành ra mình nghĩ đó là tật xấu. Tại vì khi mà kỹ tính quá chị có những cái để ý chi ly nhỏ nhặt á, thành ra mình thấy cái đó khá là xấu. Tại vì kỹ quá thì sẽ không tốt. Chị Kiều ơi, tham gia chương trình này em chúc cho chị Kiều tìm được tình yêu của đời mình nha. Cố lên. Ủa, em có mua chuột bản thân em vậy? Ở nhiêu đây bình thường anh thấy là người ta nói xấu nhiều đó hả? Có hả?
Có nha. Nhưng mà nghe nấu ăn ngon là chắc là có thật nè. Thì cái đó em nghĩ thì khẩu vị thôi anh. Ừ. Nhưng mà cái mà chắc mọi người thắc mắc đó là kỹ tính. Em có thể kể một câu chuyện nào về cái chuyện kỹ tính của em không? Em có một cái tật xấu á, là khi em gặp một người khác lần đầu tiên á, là em sẽ để ý từ trên xuống dưới của họ luôn. Là để ý từ cách ăn mặc, đầu tóc, rồi cách họ nói chuyện như thế nào đó. Và em bị một cái xấu nữa là em sẽ gọi là có những cái đánh giá chủ quan của em về người đó luôn. Đó. Dạ. Là em sẽ đánh giá luôn. Dạ, ý là hơi phán xét một xíu, nhưng mà em sẽ không bộc lộ ra ngoài, tự mình nhận xét riêng cho mình trước. Là một người rất kỹ tính đấy, nên là thường đâm ra khó tính. Nhưng mà mình thấy cái đó không phải là một tật xấu. Không ấy, mình nhìn một lượt qua luôn năm bạn luôn. Rồi em muốn hỏi ai trước cho em hỏi luôn á. Ờ, chứ em hỏi anh Thành đi ạ. Trời ơi, em hỏi cái người mà nãy giờ người ta rung nãy giờ đó. Dạ. Thành ơi, em có bị rung với con gái khi con gái hỏi em không? Dạ, tại Lê gặp bạn Kiều rất là rung à. Thôi bỏ qua đi, ráng đi. Mình được ưu tiên hỏi trước rồi. Dạ, tại vì hồi nãy em thấy anh Thành là cùng quê với em ạ. À. Dạ, cả em và bạn đều ở Đắk Lắk luôn. Thì anh cho em hỏi là anh ở đâu Đắk Lắk vậy ạ? À, mình ở Cà Rông Bắc. Em Buôn Mê Thuột. Ờ, gần dạ, nhà đó. Gần lắm hả? Ờ, có gì Tết qua thăm nhà nhau cũng được ha. Với lại do em thấy nãy anh hơi rụt rè á, nên kiểu em cũng muốn anh nói chuyện với em một xíu để mình cởi mở hơn. Và một cái nữa là em thấy anh khá là quen. À, thực ra là lần trước lúc đi quay cái VT này thì mình có gặp bạn rồi, và lúc đó là mình đã bị say mê bạn, nên mình làm mọi cách để được lên ngồi vị trí này. Quay phim nào mà không nhìn cái máy quay, lo nhìn đằng trước không à? Mọi người ơi, khi mà mình coi trong cái đoạn clip vừa rồi ấy, mình thấy á Thành khi mà vô công việc á, rất tập trung. Rất là tập trung. Nhưng mà thường là mấy anh quay phim á, mà anh sẽ nhìn cái mo nhiều hơn, còn ở đây toàn là nhìn người không, không nhìn cái máy luôn. Thành ơi, anh góp ý một xíu nha. Em cởi kính ra cực kỳ đẹp trai. Em cởi kính ra đẹp trai hơn á. Đó. Đúng rồi. Chỉnh chạc hơn, nam tính hơn rất là đây. Nhiều. Tôi nghĩ là lý do mà em tham gia đến cái chương trình là lần đó lỡ quay cô ấy đúng không? Từ lần đó đến giờ thì em cũng biết trái tim em nằm đâu nữa. Trời ơi, bị ta lấy rồi em. Ngày hôm nay cô ấy tới đây. Cô ấy có nhiều túi lắm. Ngày hôm nay em đến đây là em đòi. Một á là cô ấy hãy lấy luôn đi. Hai là trả lại cho tôi, chứ giữ hoài vậy tôi sống sao được, đúng không em? Bạn Thành đến chương trình này á thì rất là dễ thương. Mình cũng muốn nói chuyện nhiều với bạn Thành hơn. Vì mình đã sống đúng với cảm xúc của mình, nên dù bé Kiều có chọn mình hay không thì mình vẫn rất là vui vẻ. Kiều ơi, em còn muốn hỏi ai nữa không nè? Em hỏi anh... Khoan, đợi chứ. Em thấy anh đầy đủ chưa? Được chưa? Để anh chỉnh chu lại chứ. Anh sợ em phán xét không tốt với anh. Không phán xét ngoại hình đâu, quay sẽ coi dạ, cái nói rồi. Chuyện thử nữa. Yên tâm, yên dạ, tâm. Dạ vâng ạ, anh yên tâm. Không, bình thường thì anh không có vậy đâu, bình thường thì anh rất là tự tin. Dạ. Nhưng mà hôm nay thì hơi bối rối xíu, nó không giống với anh vậy thôi. Có mất tim luôn không? Chắc cô ấy lụm luôn rồi. Rồi, cô ấy chưa vậy? Tôi thấy cũng nằm cái túi cũng vừa đủ á. Mình cảm thấy anh Hà là người có ngoại hình rất là sáng và ảnh cười rất là đẹp. Là mình có thiện cảm với người đó, là tự nhiên mình lại thích. Dạ, giờ em hỏi anh Phương đi ạ. Anh có nhận xét gì về em ạ? Điều đầu tiên anh muốn nói thì hồi nãy giờ em cũng đánh rơi một người từ Đắk Lắk rồi đấy. Anh Đắk Lắk luôn hả? Đấy, cũng thêm một người. Em ở đâu? Dạ. Em cách Buôn Ma Thuột cũng tầm 2 tiếng đi đường ạ. Là anh ở đâu ạ? Leo nha. Leo cũng quê với em luôn. Hồi nãy anh có nghe qua clip thì em nấu ăn rất ngon đúng không? Dạ. Nhưng mà đối với anh á, anh không cần biết ngon hay không, chỉ cần em nấu là được. Chắc mai mốt tôi không bận vest nữa, tôi bận áo giáp sắt để có thể đỡ được thích kiểu này. Và theo những gì anh thấy em tự nhận xét về bản thân và bạn của em nói á, thì giống như em với anh cùng là một hướng đi, cái tư duy và tính cách nó tương đồng nhau, là kỹ tính này. Nếu mà cho em chọn về con tim và lý trí, em sẽ chọn cái gì hơn trong mọi trường hợp? Trong mọi trường hợp thì em vẫn tin lý trí của mình hơn. Anh nhìn em khô khan đúng không? Không. Ok, không phải. Sao khô được, ngọt kiếm mà sao khô được. Trời ơi.
giờ anh đã có bao nhiêu mối tình vậy? Mới có một mối tình duy nhất. Và dạ, mối tình đó cách đây cũng rất lâu rồi. Rất lâu là bao lâu? Cũng tầm 5 năm trở lại. Wow, 5 năm là lâu, đúng rồi. À, ý là anh quen người đó bao lâu ạ? Cũng tầm 3 đến 4 tháng. Em ở đâu trên thế giới này trong bao nhiêu năm qua anh vẫn chưa thấy được em. Hàng hiếm đấy anh. Hàng hiếm hả? Thật sự anh cũng thắc mắc là tại sao trong suốt 5 năm qua em vẫn chưa tìm một tình yêu của mình. Là mỗi lần em suy nghĩ đến một người con gái nào đó là em suy nghĩ rất nhiều trường hợp và em cảm thấy em chưa đủ tốt cho bạn gái ấy thì em sẽ không tiến tới. Về anh còn về anh chị em ạ? Có một bé em gái rất dễ thương và có thể bé nó sẽ rất thích chị đấy. Và cái mong ước của em về tình yêu sau này sẽ tìm được một người phụ nữ như thế nào? Em thì nghĩ về hiện tại nhiều hơn, nỗ lực sống hết ngày hôm nay. Và em nghĩ là sau ngày thời gian mà em không đến với tình yêu thì hôm nay em nghĩ là em thấy ánh sáng rồi. Thấy ánh sáng rồi. Rất chói luôn ạ. Sáng chói luôn là tìm được cái người hợp gu với mình. Dạ đúng rồi, chói hơn bất cứ thứ gì từng em từng thấy, chói hơn cả mặt trời nữa. Chói hơn cái màn hình nhà em luôn. Chắc luôn, chắc chắn luôn. Chói hơn là cái chắc rồi đó. Nếu mà nói không có rung động thì là nói xạo. Mình nghĩ là anh sẽ không có được sôi nổi trong chuyện tình cảm. Bây giờ Kiều muốn hỏi anh nữa không? Dạ, vậy đến anh Kỳ Anh đi ạ. Chào em. Anh đã có bao nhiêu mối tình rồi? Anh thì có 2 mối tình rồi. Em hỏi anh rồi, anh có thể hỏi ngược lại em được không? Được dạ, chứ. Được chứ, thoải mái. Không biết có phải là do bạn này ở buôn mê không mà lần đầu em nhìn phát là em mê luôn. Câu đó không phải hỏi. Đó là cái thật thí. Em thích động vật không nhỉ? Em bực mí luôn, em có nuôi một con mèo tên là Chip ạ. À, có nuôi mèo. Bạn nuôi chó hay nuôi mèo? Em ở với một con mèo mấy năm rồi. Vậy là hai người có cùng một sở thích nuôi mèo. Không biết là Kiều có trải qua nhiều mối tình chưa nhỉ? Dạ, nếu như mà để nói là trải qua nhiều mối tình á, thì em gọi là có 3 mối tình gọi là sâu đậm. Theo em, cái lý do lớn nhất mà khiến con người ta rời xa nhau là gì? Em nghĩ cái lý do mà ai cũng đặt ra lúc chia tay là không hợp nhau. Nhưng mà em chỉ nghĩ đơn giản là vì họ hết yêu thôi. Đúng rồi. Nếu như mà thực sự em nghĩ không ai sinh ra đã hợp nhau hết á. Nhưng mà nếu như họ cố gắng thì họ sẽ bên nhau được. Anh có phải là một mẫu người thích nhường nhịn bạn gái không? Anh đã từng mắc phải sai lầm bởi chuyện đấy, nghĩa là anh bị áp đặt. Cho nên là sau này anh sẽ sửa đổi con người anh. Như một con chim vậy á. Thật ra là người ta nghĩ nuôi chim á là người ta nghĩ là nó, người ta thích nuôi trong lồng, người ta thích ngắm nhìn nó. Nhưng mà thật ra con chim nó muốn vậy đâu. Con chim là nó muốn bay trên bầu trời mà. Cái điều nó muốn nhất á, là nó muốn giang cánh trên bầu trời. Nhưng mà mình thì mình, tại vì mình thích nó cho nên mình muốn ngắm nó, mình nhốt trong lồng. Nhưng mà thật ra nó đâu muốn vậy đâu. Chàng trai của chúng ta khá là sâu sắc đấy. Sau những lần chia tay ấy, em có cần nhiều thời gian để em lấy lại bản thân mình không? Dạ có. Tại vì mỗi lần mà em chia tay á, thì đều vì một lý do khác nhau ấy. Thành ra là em đều suy nghĩ lại những gì mình đã trải qua để rút kinh nghiệm cho những lần yêu sau. Vậy là có khi là hôm nay em sẽ rút kinh nghiệm cho anh đấy. Kỳ Anh kiểu có một khuôn mặt thư sinh, cũng như là một gương mặt đúng kiểu là ai nhìn vào cũng sẽ có cảm tình đó. Thì mình không ngoại lệ. Mình thấy Kiều là một người rất chi là hòa đồng. Cái đức tính đó rất chi là tốt đối với một người. Bây giờ tới bạn Dương. Dương. Dạ anh Dương. Dương có hỏi gì không? Chào Kiều nhé. Dạ anh chào anh. Phải nói thật là anh rất ấn tượng. Bởi vì anh thấy là em rất là cá tính, rất là thông minh và lại còn học luật nữa. Ngoài ra thì nãy em có nói về hai cái điểm mà em cho là xấu, đó là em hay đánh giá người khác. Qua lần đầu gặp gỡ là em đánh giá luôn đúng không? Cái đấy thì đối với anh nó lại là điểm cộng, bởi vì anh cũng hay làm thế. Như vừa nãy em có chia sẻ với bạn Kỳ Anh là em có 3 mối tình sâu đậm. Dạ. Thế thì cái hình mẫu bạn trai như thế nào mới thực sự là đúng với gu của em? Em á, thích một người con trai biết chăm sóc bản thân mình. Em cũng sẽ có ấn tượng tốt với những bạn nam mà kiểu hơi trau chuốt bản thân một xíu. Nhưng mà đừng quá nha. Quá. Em thấy quá nó sẽ không... Không hay, không còn nam tính nữa. Dạ đúng rồi. Còn cái thứ hai thì chắc chắn bạn nữ nào cũng thích. Đó là một người đàn ông tinh tế. Tức là không cần nói nhiều mà dạ, nhìn mắt nhau là hiểu nhau đúng không? Dạ, không cần đến mức đó đâu ạ. Chỉ cần kiểu mình chỉ cần nói một xíu thôi. Ý là em rất là ngại cái việc phải tranh cãi. Ồ sao lại ngại tranh cãi? Anh tưởng em học luật là em phải thích việc đó lắm chứ. À, anh không, anh, người ta gọi là em tranh luận. À tranh luận. Dạ vâng. Anh phải cãi hả? Không thích tranh cãi. Em không thích cái việc người khác lớn tiếng với em. Và em cũng không thích cái việc em phải lớn tiếng với người ta luôn. Nhưng mà cái lý tưởng của mình chính là những cô gái như vậy, sắc sảo, thông minh và nói nhiều một chút thì càng tốt. Thế thì anh lại có một cái thắc mắc như thế này nhá. Dạ. Có một số bạn trai là bạn ấy sẽ rất là ngại gặp những cô gái cá tính mạnh như vậy. Vậy thì cái điều này nó có ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ giữa em với các bạn trai khác không? Họ có ngại em không? Giờ anh hỏi thì em mới để ý là có đấy anh. À có hả? Dạ đúng rồi. Có một số bạn khi làm ở ngoài thì lúc mà họ gặp em như vậy á, họ sẽ bị hơi khớp. Anh có bị khớp không?
Không, anh thuộc số còn lại. Có lẽ lúc đấy là bạn ấy cũng chưa tập trung vào mình lắm đâu. Bạn Thành của tôi nãy giờ có suy nghĩ là hỏi gì, có hỏi gì không em? Bạn ở Đắk Lắk vậy, bạn có sở thích du lịch gì không? À đúng rồi ạ, em rất là thích du lịch. Em thích cả lên núi và xuống biển luôn ạ. Thành ơi, em gu nào em? Em thì cũng gu cả hai, nên là bạn thích kiểu nào mình thề kiểu đó. Ừ, em cũng hơi lắc léo đấy. Thành ơi, em có mấy mối tình rồi? Dạ, nhưng thực ra thì em cũng chỉ mới có một mối tình thôi. Bao nhiêu năm rồi? Cũng kết thúc cách đây khoảng một năm rồi. Sao nghe nói tới mà rưng rưng nước mắt vậy? Dạ, tại vì cũng kết thúc rồi với lý do là không hợp thôi. Chỉ là hết yêu. Chỉ là hết yêu thôi. Vậy thì cái điều mà gọi là điên rồ nhất trong tình yêu em đã từng làm là gì? Dạ, em từng đang làm xét quay, em bỏ việc, em đi gặp bạn ấy với lúc bạn ấy buồn. Rồi. Cái đó là lý do rồi, nhất. Rồi, xét quay đó là sao em? Nhờ người khác quay giùm hả? Em có nhờ người khác quay giùm không? Dạ, có nhờ và em bị kỷ luật về sau. Anh ơi, với tư cách là một bạn cũng làm việc trên xét quay thì như vậy là không được nha. Không phải, nhưng mà thì nghĩ là trong cuộc sống phải có một, hai lần mình sống cho cảm xúc của mình. À, dạ, về lý trí thì nó không hợp lý, nhưng mà sống một, hai lần thôi nha em. Kỷ luật tới lần thứ ba nghe bắt đầu không được làm nữa đó. Là đủ việc đấy anh. Kiều ơi, dạ, anh em muốn hỏi em một câu là em với lại bạn trai mà có hiểu lầm gì đó, dạ, thì em mong mỏi điều gì nhất ở bạn trai của em làm cho mình? Có giống ý anh không? Nếu mà bạn gái của anh mà giận, dạ, thì có thể lúc đó anh sẽ im lặng. Anh cũng thích nấu ăn. Và nếu mà người con gái anh giận thì anh sẵn sàng nấu ăn đợi cô ấy về. Không biết là điều đó có làm em vui hay không? Dạ có anh. Vậy thì chọn anh nha. Còn em mong muốn một chàng trai sẽ làm gì để em hết giận? Lỡ như mà hai người có tranh cãi á, thì như một người đàn ông biết suy nghĩ thì họ nên nhìn bạn gái mình một xíu. Em nghĩ họ cứ nhìn khúc đó đi. Nếu như mà người bạn gái đã thực sự biết chuyện thì họ sẽ tự suy nghĩ lại, họ sẽ tự thấy là mình sai, họ sẽ tự đi bắt chuyện trước. Anh đã từng có mối tình thời còn đi học. Dạ, dạ. Mối tình đó rất là sâu đậm. Quen nhau thì cũng được 4 năm. Dạ. Đôi khi nhìn cô ấy cười thì mình cảm thấy mình vui, mình có động lực, mình bỏ tất cả. Mình biết nơi đó là bình yên. Anh cố gắng nhưng mà do có lẽ là công việc bận quá, không có dành thời gian nhiều cho nhau á. Dạ. Nên sinh ra nó có một số mâu thuẫn nên xong rồi. Vậy thì chúng ta đã có khoảng thời gian tìm hiểu với nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thả sóng cảm xúc của năm bạn. Cuộc đua mà đâu thể nhường nhau được. 3, 2, 1, xin mời. Mời. Bé Kiều ơi, bé Kiều cảm thấy như thế nào sau phần trò chuyện vừa rồi? Dạ, em cảm thấy là em cũng hiểu được năm chàng trai ở đây được một xíu rồi. Chắc chắn là năm chàng trai ấy cũng đã bắt đầu hiểu em hơn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ với Lào trong ít phút để đến với phần tiếp theo quý vị nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3. Ở vòng này thì các bạn sẽ được tương tác nhiều hơn, xích lại gần nhau hơn. Và game của chúng ta ngày hôm nay là gì nè? Thì đối với cái game này rất đơn giản thôi. Đây là trái gì ạ? Trái banh. Trái banh đúng không? Mình sẽ di chuyển như thế nào đó. Cả hai cùng nhau giữ trên cái trán. Đó. Rớt xuống đây. Khi các bạn di chuyển trái banh, có thể dùng trán, dùng má. Trán hoặc má nhưng mà phải nắm tay nha. Đúng rồi, ok ok, đó. Ok. Trời ơi, ở dưới mặt của anh nào cũng kiểu háo hức. Rồi. Bây giờ sẽ là ai sang người kia trước nè. Ai? Kỳ Anh đầu tiên, xin mời bạn. Rồi, cả hai đối diện nhau nào. Và các bạn sẽ có 1 phút 30 giây để có thể hoàn thành phần thi của mình. 1 phút 30 giây xin được phép. Lớp đúng như rổ nha. Hay quá. Đó thì không tính. Làm sao mà khéo léo đó hai người. Nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi. Dễ thương quá nè. Cố lên nào. Giống như đang nhảy nhảy đầm nha. Thank you.
xíu đi. Lại sát lại gần nhau hơn nào. Mười, chín, một chín tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Bây giờ mình đếm thử nha. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm quả. Rồi, năm quả rồi. Cảm thấy Kiều là một người rất nhiều cảm xúc khi mà được nắm tay bạn. Thì trong mình có cảm thấy một chút cảm giác là lạ. Có thể đấy là rung động. Gu mình. Kiều ơi, em muốn mời ai nè? anh Thành ạ. Anh Thành, ok, mời Thành. Không, bây giờ mình sẽ dùng má đi. Chuyển qua dùng má. Anh ơi, bây giờ mình anh hơi đúng. Dùng má nha. Rồi, 1 phút 30 giây bắt đầu. Đó, đúng rồi. Thả nhẹ nhàng. Đúng rồi. Đó không, dùng má dễ hơn đúng không? Đó nha, chưa đó cái nào luôn đúng không? Chưa. Tội nhiều quá vậy. 5 4 3 2 1 hết giờ. Qua đây để chụp điểm cho. Gần hết rổ bóng của tôi rồi. 2 4 8 9 quả. 9 quả. Ồ. Sự phối hợp quá ăn ý, hai bạn bắt tay nhau đi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xảy ra vậy? Cái gì xảy ra vậy? Đây đây đây. Có thể quý vị khán giả sẽ không kịp thấy rõ nhưng hồi nãy cái hành động đó đã được camera của tôi quay lại. Xảy ra. Còn Trinh thì chưa kịp thấy, đây Thiện làm cho. Thấy ghét thiệt chứ. Vậy đó hả? Kịp thấy hả? Người ta là có bệnh nghề nghiệp. Ồ, với lại người ta cũng muốn quan tâm nữa. Và lúc mà lên cầm tay ảnh là mình cũng cảm thấy được là ảnh là cái sự hồi hộp ở trong ảnh. Mời bé Kiều, bạn tiếp theo ạ. À? Ai đây? Anh Dương đi. Dương. Anh Dương. Xin mời Dương. Rồi, mời Dương. Bây giờ là chán hay má? Chán đấy, để còn nhìn nhau nữa. Tôi chưa đếm số mà nắm tay chi vậy? Thả ra. Anh chưa đếm. Tôi đếm. 1 phút 30 giây bắt đầu. Hồi nãy em nắm tay mà nắm tay không chặt đúng không? Anh ngẩng đầu lên xíu nó sẽ đỡ hơi đường. Cảm thấy có một cái gì đó thì khá là tâm đầu ý hợp. Ngay từ cái giây phút đấy là mình cảm thấy thích. Chắc để mình suy nghĩ thêm về anh này. Bây giờ còn hai bạn, chúng ta cùng đứng lên nè. Thiện đếm 3, 2, 1, ai chạy đi trước thì người đó chạy trước nha. 3, 2, 1. Ừ rồi, ok. Hà ơi em về vị trí đi. Em trước mà. Em trước nhưng mà cái phong thái ngán đường này là ngán trước rồi. Gần với lại bạn Kiều trước. Anh à, rồi chúng ta
bắt đầu anh chào hai má. Má đi. 30 giây dành cho Phương xin được phép bắt đầu. Rồi. Mời đâu? Dạ, thôi thôi. Chị mình cứ đi từ từ thôi. Hay vậy ta. Hồi nãy thấy tôi có cảnh mép tôi rớt ra ngoài rồi chứ. Thấp xuống xíu nữa. Rất là trầm tĩnh ha. Bây giờ mình chuyển qua má đi cho nhanh nè. Dạ. Có chơi chỉnh cái rổ nữa hả? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bỏ cuộc quá sớm nhờ. Để coi, chuyển đếm rồi. 2, 4, 6, 8 quả luôn. Mà 8 à, đây. Mình có cảm giác bạn vừa thấy mệt rồi. Thì bạn nữ mình đâu cần thắng thua làm gì. Hơi ngại, cũng hơi rung động xíu. Hà ơi, sau khi quan sát các bạn rất kỹ thì mời em lên đây. Rồi bây giờ tới phần thi của hai bạn. Khoan chị, để lâu thêm xíu. Rồi, 1 phút 10 giây bắt đầu. Chỉ cần gần em lâu hơn xíu được rồi. Gao sớm đây, tôi thấy có động tác dùng chân nha, bớt dùng chân lại nha. Ơi về chỗ luôn đi. Mình chưa đủ cái đội này. Anh nói câu cuối được không? Anh nói câu cuối được. Anh không cần phải đếm. Anh không cần phải đếm. Ok, em anh vẫn đếm mà. Chấp nhận em thua. Hai. Nhưng mà anh chỉ mong là người chiến thắng trong trái tim em thôi. Sao? Điều đó mới là quan trọng. Lạnh tay, tim đập mạnh. Mình muốn nói nhưng mà mình không thể thốt ra được. Cảm thấy anh hơi không thật một xíu. Thật ra cái game này cũng không phải là phân thắng thua. Đúng rồi. Chỉ là để cho các bạn có thể tương tác với nhau gần hơn. Bây giờ chúng ta đã trải qua 3 vòng rồi, đã có những cái cảm xúc riêng của bản thân mình rồi. Bây giờ sẽ là thời gian các bạn thả sóng cảm xúc. Nhưng hiện xin phép được mời bé Kiều vào trong phòng bí mật nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần thả sóng cảm xúc của 5 khách mời ngày hôm nay dành cho bé Kiều. Và không biết rằng là mọi chuyện có thay đổi hay không, và bé Kiều ở trong đó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nha. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho các bạn thả sóng cảm xúc. Xin mời. Đó chính là một bạn gái lý tưởng của mình. 3 2 1. Wow, Kiều ơi, cảm giác trong đó của em như thế nào? Hiện tại em đang rất là hồi hộp luôn á. Em đổ mồ hôi tay luôn nè. Sao vậy? Hồi hộp về chuyện gì? Em không biết là có ai chọn em không. Và bây giờ anh sẽ cho những chàng trai có đủ 3 lần thả sóng cảm xúc sẽ để gọi cho em. Gọi cho em. Xin mời. Dạ alo. Hai em. Dạ
em nghe ạ. Em có đoán được ai là em? Dạ thì em nghe giọng là em nghĩ em biết là ai ạ. Cùng là một người Đắk Lắk với em đấy. Dạ. Mồ hôi anh cũng ướt cả tay rồi. Dạ. Dạ em thấy anh cũng hơi rụt rè á. Anh cảm thấy ngại không? Hay là anh đang lo lắng? Đứng dư một sự xinh đẹp thế này thì làm sao mà không thể lo lắng được. Nói chung là anh sẽ không bị ngại, nhưng mà hôm nay anh bị sao ấy. Thật sự là một cái cảm xúc nó rất là lạ đối với anh. Bởi vì hình như lâu lắm rồi anh chưa trải qua cái cảm xúc thế này. Anh là một người đơn giản, nhưng mà anh cũng có thể là một người rất sâu sắc như em muốn. Nếu hai ta có thể về cùng nhau thì mọi thứ gần như là do em quyết định hết đấy. Anh là của em. Dạ, vậy thì anh hãy xem thử là câu trả lời của em làm sao nhé. Các bạn nam khi mà gọi cho các bạn nữ hãy chủ động hơn nhé. Đây là cái phần sẽ quyết định rất là nhiều. Alo. Dạ. Em biết giọng ai không? Dạ, em biết. Bạn nam đeo kính. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã nghe máy từ anh. Anh thấy hơi run. Thì tuy là kiểu mới tiếp xúc với em ấy, nhưng mà anh cảm giác là em khác với gì anh nghĩ nhiều. Anh nghĩ là bề ngoài em là một người học luật, thì nhiều người sẽ nghĩ là học luật thì sẽ kiểu khô khan ấy. Nhưng mà anh thấy bên trong em là một người kiểu rất nhiều tinh nghịch, đúng không? Anh cảm nhận vậy đúng không? Đúng rồi đấy anh, em cũng ham chơi lắm. Anh thấy em khá hòa đồng, khá vui tính, cũng rồi lại biết nấu ăn nữa. Thì hồi nãy có vẻ nhiều người nói nhưng mà anh cũng là một người thích nấu ăn. Cái này thì có vẻ dạ. Anh chưa nói. Em thấy anh là một người khá là thu hút á. Anh cũng dễ nói chuyện, dễ bắt chuyện với mọi người nữa. Còn nói như mà rõ hơn về con người anh á, thì em chưa có chắc lắm. Có gì thì xíu nữa anh sẽ biết được câu trả lời của em. Ok, cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn anh. Vậy là hai cuộc gọi đã được hoàn thành. Không biết là còn ai nữa hay không thì xin mời những bạn còn lại. Dạ, xin chào anh chàng rụt rè. Thật ra là mình đi làm việc với máy quay đấy, nhưng mà mình chỉ làm phía sau. Là đứng trước máy quay mình rất là run. Anh ơi, bây giờ này. Tự tin lên thành mình nè. Tự tin lên. 1, 2, 3. Mình hít thở rồi mình hẳn nói. Từ ban đầu á, em đã thấy anh rất là run rồi. Từ lúc mà anh bước ra, anh giới thiệu về bản thân mình. Và cả lúc mà anh nói chuyện với em nữa. Thành ra là em cũng bình thường thôi. Em không có gì đó. Anh cứ thoải mái với em. Anh hít thở đều nè. 1, 2. Rồi xong mình nói. Như ban đầu em chia sẻ là công ai sinh ra là hợp nhau đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thì anh theo những gì em chia sẻ thì anh thấy anh có nhiều thứ anh rất là không hợp với em, nhưng việc cùng nhau cố gắng và thay đổi để hợp nhau hơn thì đó là việc anh có thể làm được. Và có duyên đã cho anh gặp được em vào ngày hôm đó, và anh đã quyết định để lên chương trình ngày hôm nay, thì hy vọng anh sẽ có cơ hội cùng em đầu tiên là có thể làm bạn và có thể tiến tới tương lai hơn. Dạ vâng ạ, em cũng cảm thấy khá là quý anh. Và hy vọng là sau này anh hãy tự tin hơn nha. Rồi xíu nữa em sẽ cho anh biết câu trả lời của em. Okay. Ngắn gọn, xúc tích, nhưng chân thành, tôi chịu. Dạ alo. Alo kêu à. Dạ anh. Em có nhận ra anh không? Dạ anh Dương. Đúng anh Dương rồi. Hôm nay thực sự là gặp em anh rất là ấn tượng. Anh cảm nhận về em là một người rất là thông minh này, khéo léo. Chắc là em cũng cãi giỏi nữa đúng không? Điều đấy anh rất là thích. Ngoài ra anh còn cảm nhận được em là một người cũng rất là có lòng nhân ái và giàu tình cảm. Là một người rất nhạy cảm. Nhưng đó mới chỉ là một nửa sự ấn tượng của anh thôi. Bởi vì một nửa sự ấn tượng còn lại đó là tất cả những điều đó đều đúng là hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh. Ngoài ra thì anh hy vọng là một lát nữa có thể được mời em đi ăn tối. Dạ thì em rất là cảm ơn lời mời của anh nha. Em nghĩ là anh sẽ đủ kiên nhẫn để chờ em đúng không? Anh sẽ kiên nhẫn chờ em, chắc chắn. Dạ dạ. Vậy anh chờ em nha. Ok, anh sẽ chờ. Cảm ơn anh. Chờ em. Không biết còn người cuối cùng có gọi không? Chúng ta đợi trong vòng 10 giây nữa nha. Dạ alo. Alo. Lại là anh đây. Dạ hello anh, vẫn là em. Lại là người cuối cùng.
Anh chả biết làm sao mà Phương lúc nào cũng trước hơn anh một bước. Anh cũng không phải là người tinh tế lắm. Anh thích sống bằng tình cảm hay hướng về nội tâm. Sở thích của anh là anh đặc biệt rất là thích nấu ăn cho cái người mà anh yêu quý nè, anh thương nè, kể cả gia đình hay là một ai đó. Anh không có dám đặt ra một cái hình mẫu gì cả. Dạ. Em có biết người miền Tây không? Người ta có một câu rất là hay như vậy nè. Người miền Tây thì thật thà chất phác, trai miền Tây thì nhút nhát e dè. Anh là một người sống gia đình, không nói nhiều gì cả, chỉ đơn giản thôi, một câu là anh thích em. Dạ vâng ạ, cảm ơn tình cảm của anh nha. Nãy giờ những gì anh nói á, em nghe và em đều ghi nhớ. Bây giờ thì đến thời gian để em suy nghĩ rồi á, có gì anh chờ xem thử là em trả lời sao ha. Dạ, chào anh. Kiều đã nghe được năm cuộc gọi thì chắc chắn nam đàn trai của chúng ta cũng đang rất hồi hộp để xem rằng là bé Kiều chúng ta sẽ chọn ai và cuộc gọi hồi đáp sẽ gọi vào số điện thoại của ai. Bây giờ xin mời Kiều quay trở lại với sân khấu của chúng ta. Xin mời bạn Kiều ạ. Bây giờ thì em đã nghe thấy chàng trai gọi điện thoại đúng không? Dạ. Em có nghĩ là cả năm sẽ gọi cho em không? Dạ có. Không, người ta đã là luật sư mà, đã là luật sư là phải có sự tự tin. Dạ. Đúng không? Logic này Hoàng. Và bây giờ chắc chắn em đã có một người mà em đang muốn gọi rồi đúng không? Anh nghĩ là anh sẽ dành thời gian để cho em có thể gọi cho người mà em muốn. Nhưng mà trước khi gọi thì chị xin được nhắc lại một lần cuối. Có nghĩa là trong năm người này sẽ có một người đến đây vì giải thưởng chứ không phải là tìm tình yêu, cho nên là mình cũng phải coi lại từ đầu tới giờ coi làm ai là cái người thật nhất và mình cảm thấy thích người đó nhất. Rồi bây giờ xin mời nhường sân khấu lại cho em. Chúc mừng bạn ạ. Trước tiên là cho anh cảm ơn em đã lựa chọn anh. Anh rất là vui nhưng anh cũng rất là thắc mắc, không biết là điều gì đã khiến cho em có cái lựa chọn này. Dạ, một phần em thích những người mà kiểu trầm tính ít nói và kiểu họ chững chạc một xíu á. Em nói rồi đó, tính em cũng hơi nhây, hơi nói nhiều một xíu. Nhưng chúng ta gặp những cái người nào mà kiểu chịu lắng nghe nó sẽ hay hơn. Và em cảm thấy là anh lắng nghe tất cả những lời em nói. Anh thấy là em là một người phụ nữ rất là tinh tế và cũng rất là biết quan sát, biết để ý. Hôm nay nhận được sự lựa chọn này của em, anh cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Dạ thì anh có nhận xét gì về em không ạ? Ý là anh có điểm gì không thích không? Anh cứ nói thẳng đi ạ, không sao. Để xem nào, có không nhỉ? Không, anh chẳng thấy điểm nào anh không thích cả. Anh ơi đừng mù quáng như vậy. Anh không mù quáng. Anh cũng trải qua tương đối nhiều những cuộc tình. Dạ. Nên anh không mù quáng đâu. Em có cảm thấy khó chịu khi mà một người bạn trai mới quen mà lại nói với mình là tôi đã trải qua nhiều cuộc tình, em có cảm thấy khó chịu gì đó không? À không anh, em thấy bình thường. Bình thường. Đối với em càng nhiều trải nghiệm thì họ sẽ càng biết cách yêu hơn. Em rất là đồng quan điểm với anh. Anh thực sự là không chê em được điểm nào được. Chưa thôi anh, chưa thôi. Ở đấy các bạn cũng có thả thính rất là nhiều, nhưng mà anh thì anh không làm như vậy. Bởi vì anh muốn dành cho em trái tim chân thật nhất. Dạ. Ngày hôm nay anh đến đây là vì em rất là cá tính, rất là thông minh và lại còn học luật nữa. Chắc chắn bạn nữ nào cũng thích một người đàn ông tinh tế. Nhìn mắt nhau là hiểu nhau đúng không? Dạ. Anh đến đây không phải vì phần thưởng, anh đến đây vì tình yêu, vì em. Anh có thể ôm em một cái được không? À, được chứ. Ok, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Em không biết là sau này tụi mình có gọi là đi với nhau được hay không, nhưng mà em thấy em và anh thì cách mình cũng hợp nhau. Và em nghĩ là cả anh và em đều sẽ dễ dàng lắng nghe đối phương nói. Chắc chắn là anh rất muốn lắng nghe em nói mỗi ngày. Chắc chắn là như thế. Dạ, cảm ơn anh. Ôm một cái nữa nhé, ôm một cái nữa nhé. Ôm một cái nữa nhé. Dạ.
Rồi. Vậy là happy ending đúng không nhở? Oh yeah. Dương của chúng ta không phải là người đến đây vì giải thưởng. Bạn không phải là người không yêu đúng không? Thì một lần nữa, nữ chính của chúng tôi đã lựa chọn đúng, đã cảm nhận được cái người nào mà chân thành và đến đây đúng thì. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi em nè, em có nghĩ ai là người không yêu trong bốn người còn lại không? Em nghĩ anh số 3 là người đến với giải thưởng á. Em nghĩ là Kỳ Anh hả? Dạ đúng rồi. Trinh cũng nghĩ là Kỳ Anh. Thiện thì nghĩ là bạn Hà. Sao anh lại nghĩ em? Sao anh suy nghĩ vậy thôi? Thà như em như vậy mà lại nghĩ em như vậy à? Chỉ đoán thôi. Ban đầu em cũng nghĩ anh Hà để... Đừng nói chuyện với anh nữa. Quý vị hãy cùng Thiện cũng như Trinh cũng như tất cả mọi người ở đây đoán xem ai là người không yêu nhá. Trong chuyện tình cảm ấy, thì mình không phải là một người gọi là một sớm một chiều, nghĩa là nhìn một phát gọi thích luôn được. Mình đâu có dám khẳng định đó là chàng gái đâu. Mọi người nghĩ ai ạ? Giờ chúng ta sẽ đếm cùng từ... Cùng đếm nha. 1 2 3 3 Xin mời. Nhưng mà mình có thể xác định đó là người rất phù hợp tính cách của mình. Mình muốn tìm một tình yêu đích thực. Đó là lý do hôm nay mình đến với tình thương. Wow. Thì tính ra là những giác quan thứ sáu của phụ nữ thì lợi hại hơn. Anh xin lỗi em nha hả? Anh chỉ nghĩ là cách em nói chuyện nó khéo léo quá thì anh đoán vậy thôi. Dạ thì... em cũng nghĩ như ảnh vậy đó. Nên anh đừng giận em nha. Và bây giờ sẽ là phần quà dành cho hai bạn. Chúc mừng hai bạn đã tìm được tần số tình yêu của mình và hy vọng hai bạn có thể dùng cái chiếc điện thoại thông minh này có thể liên lạc với nhau, trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé. Điện thoại với nhau. Rồi, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và cảm ơn bốn khách mời của chúng ta ngày hôm nay và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ cho chương trình Tần Số Tình Yêu. Quý vị nhớ nhé, 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Tần Số Tình Yêu do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Trong một cái mối quan hệ, tuổi tác nó không thành vấn đề. Em nghĩ là đến cái lứa tuổi là mình bắt đầu vô một mối quan hệ chính thức, mình phải lùi bỏ đi cái tôi của mình. Mẫu người yêu của anh Đạt rất là giống em. Bữa nay anh đến chương trình Tần Số Tình Yêu bằng phương tiện gì vậy? Anh đi bằng xe máy. Hèn gì, chạy thẳng như tim em nè. Trời ơi.